សួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំឈ្មោះកឹមហួតហើយខ្ញុំគឺជាសិស្សដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងបាក់ដប់នេះថ្ងៃខាងមុខនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានថតភីកមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅពាក្យយើងតែងតែសួរទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងតែងតែសួរថាតើអ្នកទាំងតើអ្នកសុខសប្បាយអត់ហើយអ្នកមានសារគិតទីមើលគ្នាមួយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចតើការពិតគ្នាមួយហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងហៅចង់ផ្ដោតលើថាតើអ្នកសុខហើយនឹងសប្បា
ăn mình chỉ ngơi ấy chỉ đàm hay sợ bay cứ dương tao từ lừa rầm rồi bao dương nè sợ bay chết đó nè cá tóc ấy chỉ đàm hay khai nâng khi nhôm nâng trầm mẹ đó khi niệm pi phơ mấy man sợ bay chết bản cho nói tí mùi cứ dương just do it đập bay ơi đập bay sợ bay chết tòi dương đăng tha phơ ấy ao dương sợ bay chết hay ở vậy đây sầm khăn ấy cứ dương ở đăng tha dương thua ấy ở dương sợ bay chết mùi hai cứ để xa thế dương ở đăng là thua ấy ở dương sợ bay chết hay đầm bay ở đằng mán tòa dân xa là bóng thơ vía đọc bây dân xa là bóng thơ vía tới tập dương vô đầm bì vía bây dân xa là bóng thơ vía dân ở cho chặt vía xa là bóng rương mùi tiền đôi ủng thọ được luôn nhóm tòa cao bị khám mến nhóm tay ta sẽ máy thay nhóm trong khai chi kể là có 3 tuần mà nè còn tay nhóm mán bó bóng ở đây sẽ máy nâng chào mến để xa để nhóm kết thay sẽ mát tập hiệp nhóm lọ toàn đo đi gầm mà chê để xa để nhóm kết thay khi nhóm thôn tròn nâng kỳ lạ mùi nâng khi nhóm hoàn nên cái lá muối nó khi mà trăng lấy về tiết để từ khi nhóm sang là bong cái lá trên tiết đôi chia cái lá ba tiết ba lấy chỉ đạp hay nhóm sang là bong cái lá cho đan tiết hay sao tại tôi trận vì rồi hô đó khi nhóm qua cái lá muối dương hai tha hót từ có frisbee hay muối tiết đôi chia nhóm đăng rương chỉ sàn đôi chia lẳng nã tha sau sẽ coi bị chia lại chỉ sàn còn đặt sau đăng lại ở còn đặt sau đăng pin mũ chia muối nâng mây chờ muối nâng còn đặt sau coi cho mà hay cả châu riềng cọt châu riêng đấy cọt ở châu chặt vỉa tại cọt cọt hiện chọc riêng này mùn mùn hát cứ để sao thì mỗi cọt khai ở vùng này cọt thả ấy hay cọt khai khát cho năm sạch sàn một cọt còn tại cọt phải cọt thả bà sân gì dương riêng trong một buổi chiều mùi nắng ấy dương đừng tao luôn nâu chiều mùi một buổi chiều mùi nắng bên mùi dịu vật nè tao thấy đang ngơ mơ chơi tờ riêng này tại bây giờ ngơ mơ dương chơi không được dẹp pel bên mùi dịu vật mà dương khi nhóm trong ai nè nó nên ngơ mơ thả chơi dục nhóm bán thơ ca tới đây hay nè khá lát đôi chìa bụng mà đại cất bằng khăm phó xì cót từ riêng khám đi chìa đọc tơ đại thà bốc thơ chìa đọc tơ chẳng côn riêng đọc tơ đại lời bằng tay cất là chôi chất thơ dịp bê đề cất trang khai chia sơ lập bạc co rưỡi ấy chìa đàm bằng tay cất lấy cất thà bà sân chiến nhạc đó khá nê riêng đọc tơ phó hay nè nê riêng chia sơ lập bạc co phong ngọt bàn viên và bạc bằng tay dương ai bà đo sắp hẹp một đó cửa xa dương nâng dương luôn này hay mỗi tiệt đôi ngày mỗi nhầm cười lên Facebook thấy nhầm ô ô tới nhầm khinh giả lá mỗi chung mùa tờ rõn về nhầm mà đấy nhầm mà đấy score giả lá năng xông bay ảnh tịch hay nhầm có mình phụ mạ là cái hao nhầm mà riêng này tới nhầm thè chô riêng sẵn là tàu mà chơi sẵn là tao riêng là cách nhầm chọc riêng vinh đọc về tới riêng việc ban phan mình thấy nhóm cầm bông để show lơ chả nấy co để xa để cam về thi được bao giờ này thấy nấy thấy cứ chia mùi hết để clear môi tha just do it hay tí pí cứ to su chia diệm bản thân chỉ dân cho chặt với mùi hết away bản dân khai những to su mùi việc nè đấy nhé xã sầm mày mà bản thân chỉ dân tụt tua ban away để dân chẳng man là hốt á vì ai chỉ riêng môi đỏ còn tái dân được khai tới chia mình u mình nè đỏ tôn sỏi ca to su chi diêm nó ngay tập thừa dân rừng phân rom rừng mòm lại hay thì bây cứ dân trâu miên ca to su chi diêm hay dân to su mấy đầm bầy tụi bạn thiệp chống cháy cứ chia sẽ thê được thêm cứ chia sẽ thê được thêm này ca to su đôi chia dân trong hai chia sơ bạc cài dân trong thừa ca đầm bầy khai chia ở nhẹ miên bạc khai buộc tay dân to su dân đang bị biến này ca to su ấy dân mến to su mà ngay đập mà phê mau hay ban mà khai đi khai bong bong cháo lệ dương bạch nhầm to su khăn bây giờ còn tái dương không băng đêm mà ngay đập ra một mũi máu còn tái dương thơ bia ro ngày anh nó cứ chưa được biết này cao to su hay ní cứ chỉ rục đẹp nhầm nào ở dùng buồn cho em nhầm trăm rưu mùi về nâng nhầm chư chơi nhầm mình bảy kèo hay nhầm đạt cao để hay nhóm tờ điện ăn lề đọc bê chênh bảo vĩnh và nhóm gặp ai tù sắp tê được quạt tê tù sắp nâng tê tờ quạt đặt bàn đây đáng hiểm bệnh bằng tê tờ quạt đặt bàn
ដែលថាទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់មានលុយហ្នឹងណាហើយខ្ញុំត្រូវឆាក់ជាមួយទៅផ្ទះចង្អាយផែកន្លះគីឡូសាលាហ្នឹងចង្អាយផែកន្លះគីឡូពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំឆាក់ទៅដល់ពេលចិត្តដល់ផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំលើអលដួលលើដួលទៅអ៊ីមួយហ្នឹងគាត់ឃើញខ្ញុំដួលគាត់កេះគាត់កេះប្តីគាត់មើលគាត់កេះកូនគាត់មើលហើយគាត់ងាកមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលហ្នឹងបើខ្ញុំអត់ឈឺចឹងខ្ញុំរត់ទៅដេញវាយហ្មងតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងអត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យដំណើររបស់យើងកាន់តែដើរទៅមុខទៀតពេលយើងតស៊ូយើងហត់ប៉ុន្តែយើងហត់ហត់តែមួយផ្លេតទេលទ្ធផលហ្នឹងវានឹងរស់នៅជាមួយយើងរហូតហើយបើយើងចង់បានការជោគជ័យតើយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតើយើងមានការលះបង់ហើយចំណុចទី3គឺយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតយើងចាត់វារួចហើយយើងតស៊ូមកវារួចហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានណាគឺយើងអត់ដូចអ្វីដែលយើងអត់ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានទេតែអ្នកទាំងនេះត្រូវតែចាំថាយើងនៅមានឱកាសផ្សេងទៀតលើកនេះយើងចាញ់ហើយយើងចាញ់រួចទេទោះជាយើងចង់យំយ៉ាងសោកស្ដាយយើងយំតលិចផែនដីក៏លទ្ធផលហ្នឹងវាអាចកើតឡើងរួចទេយើងមិនអាចកែប្រែវាបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវយកបទពិសោធន៍នៃការចាញ់របស់យើងយើងត្រូវមានការតស៊ូព្យាយាមហើយយើងយកអាការភាពអត់ធ្មត់របស់យើងហ្នឹងដើម្បីយកឱកាសម្ដងទៀតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អជាងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការតស៊ូព្យាយាមតែបើសិនជាយើងមានការតស៊ូព្យាយាមហើយយើងដួលហើយយើងងើបស៊ូយើងងើបឈរមកតស៊ូព្យាយាមទៀតយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលអស្ចារ្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំបារម្ភចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីកីឡាចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីការងារអីជាដើមដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើឲ្យ balance ភាពស្មើឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងការខិតខំតស៊ូរបស់យើងហើយនឹងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបែងចែកពេលវេលាពីរនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានសុភមង្គលក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដទេសុភមង្គលរបស់យើងយើងមិនអាចផ្ដោតទៅលើនរណាម្នាក់រហូតទេពីព្រោះគ្មានណាគេអាចរស់នៅមួយយើងរហូតបានទេយើងត្រូវរៀនចេះស្វែងយល់សុភមង្គលខ្លួនឯងសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺមិនមែនទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានទេតែយើងពិតរៀននៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់